Chà, quá đặc biệt, hấp dẫn quá. Rồi anh ngồi ghế đi, Tường hỗ trợ cho nha. Đây. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. À, anh đặc biệt quá, chắc là em phải hỏi anh trước quá ha. Dạ. À, rồi sao anh hôm nay có anh giới thiệu lớn to rõ cho chị gái bên này nghe về những thông tin của mình. Trước hết thì anh xin chào ban chương trình. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Minh Trung. Sinh năm 1970. Trong giấy thì năm 1972. Dạ. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp và sinh sống ở tại Thủ Đức, Bình Dương. Quê anh ở đâu? Ở quê thì ở Vĩnh Long. Ồ, quê Vĩnh Long hả? Vậy là cùng với Cát Tường luôn đó. Nhưng mà anh đầu bếp là anh chuyên về... Nói chung về món các món hết. Hồi trước thì mới vào nghề thì làm ở nhà hàng A La Cạc. Rồi sau thì lớn tuổi rồi xin về làm xuất ăn công nghiệp. Rồi nấu cho, hiện giờ thì nấu cho bên trại mồ côi. À, giờ nấu cho trại mồ côi. Là mình chỉ chuyên nấu cho ở đó thôi. Chuyên nấu ở đó, nhưng mà tới thứ bảy chủ nhật nếu rảnh thì đi nấu tiệc đám cưới đồ. Dạ, đây mình theo... Một tuần ngày mình nghỉ được ngày. Mình theo nghề bếp này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, 25 năm rồi. 25 năm? Wow, vậy thì còn món gì nữa mà không biết, đúng không? Quá trời luôn. Rồi, được rồi, dạ. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin chị. Em chào ban chương trình, chào chị Cát Tường. Dạ. À, em tên là Nguyễn Thị Kim Thùy. À, em quê em ở Đồng Tháp. Em là nhân viên kế toán. Rồi, miền Tây hết trơn ha. Rồi, Thùy năm nay là sinh năm bao nhiêu? Mình em sinh năm 1982. 1982. Dạ. Nghe ảnh nói ảnh là đầu bếp 25 năm thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bởi vì em nấu ăn rất là chưa có được ngon. À, dạ. Nên ảnh 25 năm ảnh có thể nấu em ăn. Xíu à, tự nhiên mình thấy mình xuống ngang không vậy đó ha. Trời ơi, mà nhưng mà đầu bếp nhưng mà có chịu về, mới mốt có chịu nấu phục vụ vợ con hay không? Hay nhiều khi là ra ngoài nấu thôi, về nhà không chịu nấu. Cái đó mình đi phục vụ ở ngoài được thì về nhà phải làm được chứ. Rồi vậy nha. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh thì mình thích hòa đồng với mọi người và học hỏi và biết lắng nghe, đam mê với công việc. Dạ. Còn điểm yếu thì cũng có hơi chút nóng tính. Tại cái tính mình kỹ quá, làm thì như trong đồng nghiệp với nhau mà làm mà thấy không có, nó hơi bừa bộn, nó không được sạch sẽ thì mình cũng hay nói. Dạ. Đó là cái nóng tính của mình như vậy. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là em có nghị lực, làm việc rất là tập trung. Đó cũng là điểm yếu của em. Nhiều khi tập trung quá em cứ bỏ quên đi mọi những cái công việc xung quanh mình, mình dễ quên lắm. Ví dụ như những cuộc hẹn hò hoặc là đi chơi hay gì đó em có thể là em quên đi. Dạ. Chứ hẹn người yêu đừng quên nha. Không sao em ơi, sau này có anh rồi anh nhắc chừng cho không quên nữa. Hay quá. À, em gái tình trường mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì thường mối tình mà trải qua mà chia tay thì đau khổ này kia, nhưng mà em thì chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên em chưa mối tình nào. Trời ơi, em chưa mối tình nào. Trời ơi, lý do tại sao? Công việc ổn định, mặt xinh gái, có vấn đề gì mà tại sao mà không có một người nào, không có mối tình ai nào? Ai cũng hỏi em câu này đó chị. Bây giờ chị hỏi mới quan trọng nè, chị mai mối mà. Làm sao? Thì trước kia thì thí dụ như em có nhiều người thích em, hẹn đi ăn, đi uống cà phê đồ này kia. Và ví dụ như em đạt mục tiêu trong công việc của em cao lắm. Ví dụ như vậy thì em có thể là lãng quên. Ví dụ như em cứ khước từ xong rồi, mặc dù là mình cũng thích người đó đó, nhưng mà mình cứ tập trung vào công việc. Trời ơi, và sau phụ nữ đó, mà chi quan trọng sự nghiệp chi dữ vậy. Đàn ông người ta mới cần sự nghiệp, phụ nữ là ta cần mấy ấm gia đình. Và sau đó có một người bạn đó lần đó đến mời thiệp cưới em. Tôi nói em á, sao bà cứ để đèn đỏ hoài, tôi thấy bà đèn đỏ hoài, tôi bật đèn xanh và đèn đỏ hoài mà thôi, tôi lấy vợ luôn. Tôi lấy vợ. Rồi có bao giờ mình suy nghĩ về cái điều đó không? Mình nghĩ là mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội rồi. Trước giờ cũng nhiều mà chị. Đó. Dạ. Mà cơ hội sẽ không đến nhiều lần. Dạ. Thế rồi tình trường của anh sao? Tình trường thì nói chung ra thì mình cũng có gian dở hơn một lần. Dạ hả, chứ cái tuổi này tôi cũng nghi rồi, sao mà không có nhưng được. Mà nói chung ra thì cũng trục trặc giữa hai bên thôi. À, là do gia đình á hả? Do gia đình, nhưng mà cái duyên mình nghĩ là chắc cái duyên đến đó rồi thì nó không còn duyên nữa. Thì thôi đường ai nấy đi. Hiện nay là cũng được 13 năm. Chia tay 13 năm rồi? 13 năm. Rồi vậy mình có cháu nào không? Dạ không. Không có cháu nào hết? Cưới nhau mới chưa được năm. À, cưới nhau chưa được một năm mà đã ly dị rồi, rồi 13 năm nay luôn. Bây giờ cái cô kia có gia đình mới chưa? Chắc rồi chứ ha. Mới có được hơn năm nay. À, thế rồi anh sao mười mấy năm mà không có mối tình nào? Nói chung ra thì mười mấy năm qua thì mình cũng có mai mối, người này kia chỉ chọc với tìm hiểu rồi mà nói chung cũng không có đi đến được với nhau.
cũng không có hợp. Rồi thành ra lo công việc ở vậy tới giờ luôn. Rồi bây giờ cái hình người mẫu lý tưởng của anh á, cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của anh là người anh muốn tìm người như thế nào? Thì người mẫu thì cũng không có đòi hỏi gì quá, nhưng dốc dáng thì như em Cát Tường thì ok. Dạ trời ơi, như em Cát Tường ok rồi, tóc giống thì, đó. Dài dài. Tóc dài có luôn, có tóc dài. Thì yêu cầu như vậy, nhưng mà giả sử như có tóc ngắn thì nửa sau này thì mình về mình nuôi lại cũng được, đúng không? Cũng không sao. Rồi. Tính tình nữa thì hiền, biết lễ phép với gia đình hai bên hay là với xung quanh mọi người đồ gì đó thì được rồi, chứ cũng không đòi hỏi gì mấy. Rồi, thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại, quần áo trang thì phục thích như thế nào? Phụ nữ thì chắc cũng hơi còn chút hiện đại thì hay hơn. Ừ. Anh thích trang phục gì của phụ nữ? Trang phục thì là bằng áo dài là thích nhất. Bằng áo dài là thích nhất. Bằng áo dài là thích nhất. Bằng đầm quấy thì cũng vẫn được, nhưng mình tùy theo cái trường hợp để mình đi. Theo anh là đi đâu thì mình sẽ bận áo dài? Giả sử như đi đám tiệc hay hội nghị gì đồ gì đó. À, chứ còn đi chơi bình thường thì cũng đâu có cần, đúng không? Đúng rồi. Rồi, thế còn mình thì sao nè? Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chúng em mong muốn là có một người bạn là sống có trách nhiệm, công việc ổn định, vui vẻ qua đồng. Rồi có về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Chứ ngoại hình là ưa nhìn là được. Không có cái tiêu chí gì hết trơn hả? Dạ không. Cao thấp và tóc tai quần áo hay là cái gì đó? Dạ không, mấy cái đó mình phải chỉnh sửa sao được. Chỉnh sửa sao được? Dạ. Rồi. Như anh lỡ có thấp quá có được không em? Dạ không, những sao? Cái đâu có chỉnh sửa được đâu em. Anh nói như anh thấp quá rồi sao? Có được đó chị, nói chân. Trời ơi. Nói chân. Trời ơi, cô gan quá, nói chân rồi. Để coi cô chỉnh sửa như thế nào nha quý vị nha. À, mình có đem hình theo không? Đây, để coi. Đây, em coi trong này có anh nào em có thể chỉnh sửa được không? Mình có hình gì không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có cho người ta chút gợi ý về mình đi anh, để người ta kiếm. Ở trong đó em nhìn cũng có mấy người lớn tuổi đó đâu em đón. Trời ơi, rồi tấm hình này làm sao mà người ta kiếm được? Em cho người ta cái gợi ý đi, đông quá mà. Hình này lâu quá rồi. Em tóc dài. Trời ơi, ai cô nào cũng tóc dài, kiếm đi. Trong đây tóc dài ở nhiều quá. Sinh năm 82, mặt hiền. Nói chung mình chọn theo cái cảm xúc của mình cảm đi. Cảm xúc. Dạ, cái linh tính của mình, nên mình thích cô nào mình chỉ đại đi. Không, chỉ đại đi. Cô nào? Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Thì cái cảm giác thấy thì không phải là tóc dài, nhưng mà cái là cảm giác theo qua cái giọng nói. Trời ơi, qua giọng nói mà đoán được cho một chục cô, lựa ra được một cô. Bên này, anh nào? Sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Lý do có cái cơ sở gì? Em có cái giác quan thứ 6 sao? Cách đó chương trình gọi cho em là em cũng nằm mơ, em thấy em đi phỏng vấn. À. Nhưng mà tôi nghĩ là ủa, mình đâu có gì tính đổi việc cho mình đi phỏng vấn mà người ship lại là nam. À, trong nằm mơ vậy đó. Mà giờ bộ trong giấc mơ thấy đi gặp anh đó hả? Dạ không phải, tôi như là dốc dáng cũng tự tựa vậy. Dạ. Trong giấc mơ là có cái người đàn ông luôn. Dạ. Trời ơi, hay quá, quá xuất sắc. Chắc đó là cái duyên rồi đó em ơi. Trời ơi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai anh chị test thử xem là cái cảm giác của mình hôm nay như thế nào nha. Trời ơi, cái này ghê à. Mở cửa trái tim. Trời. Chào anh. Trời ơi, chị đoán đúng anh luôn nha. Đúng luôn hả? Đoán đúng anh luôn đó nha. Đoán sai hả? Anh là sai chắc rồi. Nhìn kỹ đi, bó hoa rất là đẹp. Cái đó là tự tay anh làm á. Cái này hình như là bằng không? Cà rốt đúng không chị? Đúng rồi, bằng cà rốt. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Cái này là sô-cô-la thể hiện sự ngọt ngào. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Mày đặt hỏi người ta rồi, anh thấp thì sao nữa, cao vút vậy mà họ thách đố người ta nữa ha. À, còn cái này sao anh, vụ gì đây? Cái này thì anh muốn chứng minh cái tay nghề và cái món ăn của anh. À. Tuy rằng là cái món bánh cuốn á thì nó rất là dễ làm, nhưng mà thường khi thì theo phong tục mọi người làm á, từ miền Tây và miền Trung, miền Bắc rồi họ làm theo bằng cái khuôn để chán thôi. Còn riêng anh làm ở đây thì anh làm theo cái phong cách của nhà hàng, anh làm bằng cái chảo chống dính. À. Tuy rằng nó không biết là nó có được theo như ý muốn của em không, nhưng mà cái khẩu vị thì anh làm thì anh mong rằng em sẽ hưởng thức rồi em sẽ cảm nhận được. Mỗi ngày có người làm món cho ăn là phải vui rồi đúng không em? Dạ. Rồi. Em gì? Nhìn em gì rồi em dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Hay là nước mắm của anh làm luôn hay sao? À, đúng rồi. Rồi thử đi, em thử một miếng coi như thế nào. Mình làm bánh cuốn thì phải làm luôn cả nước mắm. Tại vì bao quan trọng ngon hay không là ở cái nước mắm á. Mà ha. Làm cầm nước mắm vô mà. Sớm quá tới giờ rồi nữa. Bánh cuốn mà làm bằng chảo chống dính hả? Sao? Dạ em thấy ngon chị. Trời ơi, ăn có chút xíu vậy tao ăn hết nguyên miếng luôn đi cho nó đã.
Rồi. Em phải ăn kèm với miếng chả và miếng rau sống. Ừ, tại em không thích ăn chả. Giống tôi vậy trời, tôi cũng ăn bánh cuốn, nước mắm, dạ, không thích ăn chả. Mà ngon phải không? Dạ. Vừa khẩu vị không? Em thì ăn chắc ngọt hơn, nước mắm ngọt hơn chứ. À, nước mắm ngọt hơn. Miền Tây thì miền Tây vị hơi ngọt. Mùi nước mắm nó thơm quá, thôi tôi đói bụng quá rồi. Bây giờ tôi cũng đi kiếm đồ ăn đây. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn gọi là chả giò hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn ha. Đây là món ăn rất ấn tượng tại nhà hàng. Món ăn có một cái vị béo đặc trưng, hòa quyện với các loại hải sản ở bên trong. Anh chị vừa ăn uống nhưng mà nhớ là vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi, mời hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp anh, em thấy như thế nào? Thì nói chung em thấy anh cũng được. Anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Em ở gia đình được mấy người anh em? Em có mình em với lại bé gái. Em gái, mà em gái em có gia đình rồi. Vì hai bác cũng vẫn khỏe. Dạ. Anh thì có 6 chị em, nhưng mà có gia đình hết rồi, có chị hai thì không chịu lập gia đình. Dạ. Thì chị hai vẫn còn ở vậy. Anh thì cha mất nay bốn mấy năm, còn dạ, chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ thì ở dưới quê. Ủa, quê anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Bình Tân. À, Bình Tân. Có về Đồng Tháp cũng gần. Dạ. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi. Rồi sao? Quan điểm anh cũng vậy, nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ cứ tính tới hôn nhân. Rồi, em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha. Rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó. Còn đi sâu xa hơn nữa là phải tùy hai người tìm hiểu, chứ cái này mình cũng một lần gặp mặt thì mình cũng khó có thể nói hết được mọi thứ lắm. Theo như anh, cái quan điểm trong hôn nhân, tình yêu, gia đình thì cái quan điểm của anh, cái gì là quan trọng nhất để mà giữ một cái, vì anh cũng đã từng gãy đổ một lần rồi đó, mình kinh nghiệm hơn bên đây. Thì theo như anh là cách nào để giữ cho cái tình yêu nó bền vững? Theo như anh thì cái tình yêu thì luôn luôn lúc nào là mình cũng phải tin tưởng với nhau và chung thủy. Đó là cái quan niệm của anh là như vậy. Nếu mà đã không chấp nhận đến với nhau thì tao còn chấp nhận đến với nhau thì phải chung thủy và thật lòng với nhau. Rồi theo như em cho anh hỏi, như công việc của anh như vậy, sau này giả sử như đi làm mà sớm về muộn thì em thấy như thế nào? Em thì em sốc độc lập lắm, thì đó là công việc của anh thôi, thì anh cứ sắp xếp mình, nhưng mà đi làm nha chứ đừng đi việc đó. Thế quan trọng thì anh mới vừa nói rồi mà, giả sử như cái gì thì mình phải nói rõ chứ không, anh không chịu. Thí dụ anh đi sớm là sớm, là sớm nhiêu mà về muộn như là muộn nhiêu. Công việc của người đầu bếp á, thì nói chung ra anh làm bên đây á, thì công ty á, thì cho là 7:30 làm, chiều 4:30 về, đi theo giờ hành chánh. Ừ. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình nấu ở trong trung tâm á, rồi thấy cảm nhận thấy các bé thấy thương lắm. Rồi các bé mà 6:00 thì các bé đã ăn sáng rồi, mà bỏ cho mấy cô bảo mẫu nấu thì mình thấy cũng làm thì thấy cũng tội. Ừ. Thành ra sáng sớm á, thì nói chung là hay đi sớm lắm. Sớm là mấy giờ đi? Có bữa đi 4:30, có bữa 5:00. Để mà nấu cái cửa ăn sáng luôn. Để mình làm cái bữa sáng đó. Ừ. Bữa nào mà các bé ăn bánh mì, sữa thì mình đi hơi trễ lại. Đó. Còn tối hôm chiều mấy giờ về? Chiều thì các bé ăn ở trong đó, giờ muộn nhất thì 7:00 các bé mới ăn xong. Ừ. Thì nói chung ra thì chiều thì ít khi nào nở tới 7:00. À, chiều đâu tưởng có tưởng gì đâu. 5:00, 6:00 là mình đã về. Đúng rồi. Đó. Chia sớm nhau chia đồ ăn xong. À, nãy giờ mình nghe mình tưởng ông nấu ăn gì chứ khuya. Khuya. Không, cái khuya là tại chưa nó hết, là cũng như có tiệc á. Đi tiệc thôi mà. Đúng không? Lâu lâu mới có tiệc cưới á, là vô mùa thì đi nấu tiệc cưới đầu thêm á. Thì mới có tiền là được hết, lấy nhau về thì cải thiện cuộc sống. Rồi bây giờ anh Tường có những cái lá thăm, hai anh chị hãy bóc những cái lá thăm trong này rồi mình đọc lớn lên, rồi mình thực hiện hay mình chia sẻ cho nó vui và mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Rồi bạn gái đọc trước đi. Rồi mời em đọc lớn lên nhìn Tường. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng một hành động bất kỳ. Trời đất. Đúng rồi, đầu bếp chứ biết khỏe không? Đầu bếp biết có khỏe không? Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi đó, một hành động bất kỳ anh muốn làm gì để em thể hiện. Cao thấy có cao rồi đó. Nấu ăn thấy có ngon rồi đó. Mà khỏe không? Khỏe thì có khỏe mà giờ đã
Sao em có gợi ý gì cho anh không? Vậy em muốn anh làm gì? Anh thử hít đất thử. Hít đất thử có thì cho anh bế em lên để chụp tấm hình. Trời ơi, ổng khôn hết sợ luôn vậy đó. Ông em bự mà em nặng. Em nặng lắm thôi vậy chị. Bây giờ mới cho ông thử, ông nhắc lên cái coi nổi không? Thôi chị, nặng lắm chị. Em té rồi. Sao té được? Anh thử hít đất trước đi, em mới tự tin rồi mới đó, bây giờ phải hít nổi người ta mới cho ẩm chứ. Giờ không hít sao ta dám cho ẩm? Ông này dám nói giờ chưa bao giờ hít đất luôn lắm nè. Có thiệt gì luôn á? Thiệt luôn hả? Thiệt. Bây giờ hít thử 5 cái thôi, hỏi thử coi không lẽ nào không nổi. Lỡ hít không không được thì mày đừng có cười. Thì người ta biết mình yếu có gì đâu. Không biết làm sao đây. Đó vậy đó, một cái. Đó đúng rồi, hai cái. Ba cái. 4 cái, được chứ, 5 cái, rồi. Được dư sức hả chị ha? Dư sức à. Trời ơi, mặt đỏ hết trơn hết trọi rồi nè. Bây giờ có còn muốn ẩm nữa không hay là hết sức rồi? Nếu cho phép thì có. Nếu cho phép thì có, bây giờ nãy em hứa rồi. Em nói là ảnh có sức rồi mới cho anh ẩm chứ. Bây giờ phải cho anh ẩm lên cái chụp hình chứ. Dạ, mời anh bước qua bên đây. Đứng lên đi cưng để cho anh ẩm lên cái nè. Kỳ lắm đi. Kỳ gì, hay là lên phía trước đi, đừng dưới cái ghế. Người ta em đã có anh đỡ không? Người ta hít đất 5 cái được rồi mà. Rồi, nhớ canh chụp cho ảnh tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nha. Cho anh. Rồi, đúng rồi, ảnh vậy đó, đúng rồi. Buông cái ghế ra đi, đi có cộng. Buông cái ghế ra. Em cộng, em nhìn cái ghế làm sao. Cười quá. Anh vé được. Sao mà té được. Cái tay này tròn qua đây nè. Rồi, em phải thả lỏng ra. Rồi, vậy là nó mới lên được. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Rồi, chưa? Ok, hợp lý. Rồi, được rồi. Nãy giờ hơi hành hạ bạn trai tôi quá nha. Tới anh, đọc lớn lên đi anh. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Thở quá trời. Quá hợp lý, qua nắm tay hát tặng anh một bài. Nói chung cái bài này là mỗi buổi chiều hát với mấy bé. Hát một câu cũng được. Cũng được nữa. Nắm tay ảnh đi nè. Rồi. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Trời hết rồi chị. Ủa mà câu cuối đi. Là la la la. Trời ơi, xa là nhớ gặp nhau là cười. Ủa, em quên. Gặp nhau là cười luôn đi. Xa là nhớ gặp nhau là cười. Mặc dù cái này không phải hát mà cũng phải đọc thơ. Cũng là một cái nhưng mà cái nó có ý nghĩa. Đúng rồi. Biết đâu cậu gửi gắm với anh cái thông tin mốt chúng ta là cả một gia đình. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi mời anh chị về chỗ. Thật sự hôm nay Tường cũng rất là vui đó. Bản thân cá nhân Tường thì thấy là cũng tương đối là phù hợp. Còn được hay không là phải do hai người cùng phấn đấu và tìm hiểu với cho nhau cái cơ hội. Thì đến đây thời gian cũng ngắn ngủi nhưng mà mình cũng là một cái duyên gặp thôi. Bây giờ là cái phút quan trọng. Cái nút bấm này á là nút bấm để mà kết đôi. Nếu như anh chị thấy nãy giờ cái đối phương có thể là một nửa mà mình tìm kiếm thì mình phải dành cái cơ hội cho nhau. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường á, nếu như anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút đó. Còn nếu anh chị không đồng ý thì anh chị lấy tay ra nha. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. Trước khi bấm nút thì cho anh nói. Cho anh nói một câu là anh với em đến đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Thì cái chương trình này thì anh đăng ký đã lâu rồi. Thì giờ anh mong muốn lần này thì đến đây thì anh đã gặp em được như vậy là cũng là cái duyên. Có thể là mình cho nhau cơ hội và để đi xa hơn. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn chưa? Nhấn rồi. Mạnh vô. Cây giấy. Trời ơi đó. Mạnh đó. Đó. Làm người ta hồi hộp quá à. Được rồi, mời hai anh chị về đứng một phía bên này ạ. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Bây giờ là nắm tay thật sự nha. Và để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai anh chị dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép được không em? Rồi. Chị giới thiệu hả em?
Dạ đúng rồi, chị giới thiệu bản thân mình giúp tụi em nè, họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp nè. À chị tên là, trong Zalo thì tên Hồng Phương, mà ở ngoài chị tên là Dương Dương Thị Phượng. Sinh năm 1965. À, chị quê quán ở Hóc Môn mà điểm 65 hả chị? 65 em, 1965. À 1965. Chị làm gì ở chị làm gì chị? Ở chị bán đồ ăn, em bán bún, bán hủ tiếu mì. À là buổi sáng hả? Bán đồ ăn sáng không, hả? Chị bán cho người ta về, người ta bán lại á, chị phân ký á. À bán bún á hả? Đi bỏ bún rồi. Đại lý bún rồi đúng không? Ờ à, đúng rồi em. À. Chị đi hồi 3 giờ. Giờ này là xong. Dạ. Là nhà mình là chị mở cơ sở làm bún luôn hả? Dạ không em, chị lấy lại củ lò thôi à. Chị à rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi chị nói xíu về hôn nhân của chị đi chị. Xưa giờ chị có hôn nhân nào chưa, có con cái gì không? À chị có một đời chồng rồi em, nhưng mà chị ly hôn cách đây 15 năm rồi. Chị dạ. Có một con trai. Dạ. Một đứa con trai lớn chưa chị? Nó có gia đình rồi em. Dạ. Chị cũng đã có cháu nội rồi. À. Rồi thì sau khi mà ly hôn chồng thì chị có tìm hiểu thêm ai không? À, chỉ quen bạn thôi à, chứ không có lấy ai nữa hết á. Em đi chơi cà phê thôi vậy à, em vui thôi à, chứ không có lấy ai nữa. Dạ. Rồi là giờ là chị ở với con chị hả? Đúng rồi em. Rồi sao mà nay lên bạn muốn hẹn hò nè? Thì cải thấy giờ con nó cũng có gia đình rồi. Dạ. Rồi mà giờ mình cảm thấy nó buồn nên hôm nhỏ cháu xuống chơi nói thôi cô em không học em đi. Không thấy cái mặt chị ta à, nói cái điện thoại nó chị thấy chưa em ấy. Thấy chưa em? Dạ rồi cháu đăng ký cho chị hả? Cháu đăng ký cho chị. À. Cô dạ. Rồi em hỏi xíu, cái cuộc hôn nhân đó là lý do vì sao anh chị đổ vỡ á chị? À, tại hồi đó chị cũng nghe dở, không có làm ra tiền nhiều. Chồng chị thì cũng thích người làm ra tiền nên đi quen với một người khác. Coi như có ba. Nên cũng ly thân hết mấy năm xong rồi thấy không kéo níu được rồi thôi ly hôn luôn. Ba bốn bốn năm năm á. Dạ. Rồi bốn năm đó cũng không níu kéo được gì nên chị dừng lại luôn. Dừng lại luôn. Dạ. Rồi thì điểm mạnh điểm yếu của chị là gì chị? Sở trường của chị cái gì nè? Chị thì điểm mạnh của chị là thích thể thao. Đi du lịch. À. Chị cũng điểm coi nghe điểm yếu là chị ít nói lắm. Ở ngoài đời chị ít nói lắm. Lạnh có thời gian chị bị trầm cảm á. Sau ly hôn. Lý do à trầm cảm sau ly hôn. Cái ít nói lại. Dạ. Rồi ngoài ra thì chị có những cái sở trường gì ngoài cái thể thao thì nấu ăn trong gia đình rồi ca múa hát gì có được chị, không nè? Khuyết điểm của chị là chị thích nấu ăn, thích ca hát luôn nữa. Đó điểm mạnh của chị đó, thích đúng không? Bao. Đúng rồi, điểm mạnh của chị thích nấu ăn, thích ca hát. Cũng đi ca với mấy đứa em ngoài hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người chị muốn tìm là mẫu người như thế nào nè? Cao, thấp, mập, ốm, công việc chị như thế thì, nào? Chị thì mét 6. Chị cũng muốn gặp một người cao hơn chị một tí. Rồi, mét 65 trở lên. Đúng rồi, với cũng mập cũng được. Rồi, công việc thì ổn định thì vậy được rồi. Không cần công việc thì ấy lắm, chỉ cần có công việc ổn định thôi à. Dạ.
Rồi là ở chị đi theo chồng được không hay là vẫn ở Sài Gòn hay sao? Được, nếu mà nó muốn như vậy. Chị hiện giờ chị ở trọ nhà của chị, quê của chị ở Hóc Môn mà điểm á, Rồi chị ở chỗ ở đâu? quận 8 nha em, hiện giờ chị đang ở quận 8 nè. Rồi. Rồi chị còn yêu cầu gì nữa không chị? Chị chỉ cần vậy thôi, gặp một người có công ăn việc làm ổn định vậy thôi, chứ không muốn gì nhiều nữa hơn á, tại chị cũng lớn rồi. Dạ. Rồi thì buổi casting đến đây tụi em đã ghi nhận những thông tin của chị, thì nếu như mà có người phù hợp hoặc chị được lọt vào vòng trong của chương trình thì bên em sẽ liên hệ lại với chị nha. Rồi, cảm ơn Dạ em. rồi. Bye Dạ, chào bye chị. Bye bye chị. chào em. Rồi, xin chào chị Rồi, nha. xin chào chị nha. Dạ, chào chị. Mình cứ nghe nó Mình vọng cứ lại nghe nó ha. vọng lại ha. Dạ. Chị Liên ơi, chị Liên ơi, chia chị sẻ điểm chia mạnh, sẻ điểm mạnh, chị chia sẻ chị họ tên chia sẻ nè, họ công tên việc, nè, tuổi công tác, việc, quê tuổi quán của tác, chị quê trước quán của giùm chị em trước nha. giùm em nha. Dạ. Em Dương Thị Hồng Liên, 34 tuổi. Em đang ở Phú Yên. Hiện em đang bán quán, bán cà phê ạ. Bán quán ở Bán của chị quán ở luôn quê hay của sao ạ? chị luôn hay sao ạ? Dạ, của em. Rồi, Rồi, chị chị nói một chút điểm nói mạnh một điểm chút điểm yếu mạnh điểm yếu, rồi rồi cái đường tình cái duyên của mình đường giùm tình em duyên của nha. mình giùm em nha. Dạ. Dạ là điểm yếu em là chung em là không, dạ không biết nói gì luôn. Mình đang chia Mình sẻ về đang bản chia thân sẻ để về mà bản người thân khác để hiểu mà mình người khác hơn á hiểu chị, mình hơn á chị. nên chị cứ thoải Nên chị mái, cứ ví dụ thoải như chị mái, ví nấu dụ ăn chị được nấu không ăn nè, được điểm không mạnh nè, điểm sao, mạnh giỏi cái sao, điểm giỏi gì, cái pha điểm cà gì, phê là pha em cà thấy được phê rồi là em nè. thấy được rồi nè. Dạ nói chung là trước em còn bán quán nhậu rồi, nhưng mà do bán quán nhậu ồn ào quá nên em nghĩ sao bán cà phê. Vậy là chị Vậy làm là chị chủ không làm luôn, chủ không luôn. mà trước đó Mà là trước đó chị nấu là ăn đồ chị luôn nấu không ăn hay đồ chị luôn chỉ không làm thì chủ chị chỉ thôi? làm chủ thôi. Em nói chung là hồi em cũng thợ nấu nấu Ừ. rồi em cũng khi không có thợ nấu em cũng vô em nấu. Chị đã từng kết Chị hôn đã chưa từng ạ? kết hôn chưa ạ? Dạ em hai đứa con rồi. Chị Bây chia giờ sẻ về chị cái chia hôn sẻ nhân về đó giùm cái hôn em nhân nha. đó giùm em nha. Dạ. Chung em là cứ chồng hồi ly dị hồi 5 5 năm rồi. Bây giờ hiện tại em đang nuôi hai đứa nhỏ. Đứa đi gái là lớp 7, đi trai là lớp 3. Lý do làm sao mà ly Lý hôn do chị? sao mà ly hôn chị? Dạ nói chung là gia đình bây giờ không hạnh phúc nữa, chia tay. Thì đúng là không Thì hạnh đúng phúc là mới không chia hạnh phúc tay, mới ý chia ông hỏi tay, là ý ông vì hỏi là chồng vì không hạnh phúc chồng là không vì hạnh cái phúc gì là á? vì cái gì á? Đang hạnh phúc đẻ Đẻ hai đứa hạnh phúc, con đẻ mà hai tự đứa con mà tự nhiên nhiên rồi rồi không hạnh phúc ngang không vậy hạnh phúc hả? ngang vậy hả? Vợ chồng hay cãi quẻ rồi sống không có hạnh phúc, cứ hay kinh cãi nữa nên nói chung là Là chị sanh hai là chị con sanh xong hai rồi con ổng mới xong hay rồi ổng cãi mới hay hay là cãi sao? hay là sao, tính tình nói chung không hợp, nói chung là một đứa là em đã cố gắng rồi nên ráng đỡ cho níu kéo lại cho con cả cha á, mà quá rồi mình tức muốn vỡ bờ. Rồi chị có Rồi bị giờ bạo chị hành có gì bị không? bạo hành gì không? Dạ cũng nói chung có bạo lực nên em ít thích đàn ông Ừ. là bạo lực, uy nghi lời mẹ rồi á. Dạ. Dạ. Rồi vậy bây giờ Rồi nè, vậy bây chị giờ bán cà nè, phê chị cũng bán cà nhiều phê anh cũng tới nhiều uống lắm anh chứ tới chị uống lắm ha. chứ chị ha. Dạ nói chung em cũng quen tìm hiểu nhiều người rồi nhưng mà cảm thấy không hợp á. Mấy người đó làm Mấy sao người chị, đó cái làm điểm sao gì mà chị, cái không điểm hợp gì với mà chị? không hợp với chị? Người ta nói chung chỉ ăn bánh đi chơi ngoài đường mà thôi, nhưng lại tính tình ngoài thấy Rồi vậy chị cho Rồi em vậy cái chị hình cho mẫu em chị cái mong hình muốn mẫu nha, chị mong ngoại muốn hình, nha, công ngoại việc, hình, điều công kiện. việc, điều kiện. Chị thích người như Chị thích nào? người như nào? Người đàn ông cao ráo trên 1m7, em cũng 1m64 65 rồi.
thích một người đàn ông nhưng mà có công việc ổn định, là biết lo cho gia đình, không nghe là mẹ, ngủ phu hay chửi thề rồi á, trai gái. Rồi anh đã ly hôn có con được không chị? Dạ, sao chị? Anh đã ly hôn thì được không? Hoàn cảnh giống như chị đó. Được chị. Rồi chị chịu theo chồng không? Dạ em cũng đang kinh doanh ở đây, buôn bán ở đây, nhưng mà theo chồng thì hai đứa con sao? Nó sợ theo chồng rồi hai đứa con tội. Nên em không có bỏ con được. Vậy giờ chị chọn cái gì? Chứ chị là kết hôn thì cái anh đó ở đâu? Chị muốn ở cùng cái khu vực chị luôn hay sao? Còn trong trường hợp ở xa hơn thì sắp xếp như thế nào? Thì nếu quen gặp thì sẽ trao đổi. Chị muốn ở cái khu vực nào chị phù hợp với chị? Dạ, nói chung là ở khu Phú Yên, Sài Gòn cũng được, nhưng mà không là đắt, tại vì em không thích đắt. Vậy là từ Phú Yên đổ vô Sài Gòn hả? Vậy là giờ chị ở đâu? Em đang ở Phú Yên, Đông Hòa chị, gần thành phố Tuy Hòa luôn. Ừ, xong rồi cái anh đó ở Sài Gòn thì mình yêu xa vẫn được đúng không? Dạ. Rồi lấy chồng thì giờ sao? Ví dụ như anh đó anh bắt theo thì sao? Là em không ở chung với cha mẹ. Hả? Riêng thôi, em chỉ muốn nói chung lập gia đình riêng thôi, chứ không thích ở chung với cha mẹ. Ý em nói là ví dụ có công việc, có nhà cửa ở cái tỉnh thành nào, ví dụ ở Sài Gòn thì chị có vô Sài Gòn được không? Dạ được, nếu mà cho hai đứa con em theo thì đi vào được. Dạ rồi, ok. Rồi buổi casting hôm nay thì mọi người cũng đã nhận được tin của chị rồi ha. Thì nếu mà có gì thì bên em sẽ bên em xài hả? Nè. Em tên là Bích Du, Đào Thị Bích Du, em 27 tuổi. Bây giờ thì em đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty du lịch. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Du là gì? Điểm mạnh của em chắc hòa đồng nè, vui vẻ, hay học hỏi, thích đi du lịch ngày nọ. Rồi còn điểm yếu của mình? Không biết điểm yếu của em nhất mình làm cái gì kể chị nghe coi. La làng, đạp đồ, hay mỏ có hổn không hay sao? Em thì không hổn chứ không chửi, nhưng mà kiểu nóng thì sẽ hơi quạo một chút xíu, nhưng mà mình nóng tính thì cũng sẽ thể hiện ra mặt, rồi cũng la làng đúng không? Đúng rồi, mình đúng rồi, cũng hay thể hiện ra một xíu. Nó ra thì còn điểm yếu gì nữa không? Học em chị em nghĩ là chắc vậy thôi, chứ còn tính em thì cũng dễ hòa đồng, dễ chơi, thân thiện, chứ cũng không có gì hết. Với thể thao ca hát gì? Em thích hát. Thích hát rồi còn gì nữa không nào? Thể thao. Em thích thể thao đi. Là em chơi môn gì? Em hiện tại em chạy bộ chị, em chạy bộ hơn năm rồi. Rồi về tình trường của mình thì như thế nào Du? Em có một mối tình và em chia tay cách đây hơn năm, chị được năm á. Lý do vì sao? Lý do là chắc là tại vì không mang, thế là bạn cảm thấy là cũng như là sở thích, cho nên là không đồng hành cùng với nhau được nữa. Rồi là em quen bao lâu á? Em quen khoảng Rồi sau mối tình đó thì là em còn quen thêm ai không? Dạ không. Em quen khá muộn, em mới quen năm 25 tuổi, 25, 26 tuổi. Đó thì em không quen ai hết á. Và sau đó một năm thì bây giờ em cũng chưa quen ai luôn.
Nhưng mà sau cái thời điểm trước em không quen ai, lý do vì sao? Vì là gia đình không cho quen hay là gì, lý do gì? Lúc đó lúc nào em còn đi học á, là kiểu là em nghĩ là em còn một cái người ta lớn hơn em, lớn em một chút xíu, kiểu chững chạc chút đó, thì em kiểu không muốn quen những bạn cùng trang lứa nên là em không quen, cho đến khi ra trường đi làm có duyên thì bạn hợp đó, nhưng mà sau một thời gian thì mình quá trình mình tìm hiểu nhau thì mình cảm thấy có nhiều cái bất đồng quá, thế là mới chọn dừng lại. Chứ còn em cũng có nhiều người tán tỉnh đó, nhưng mà kiểu mình không 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 không, không cảm thấy phù hợp nên là em cũng không tiến tới luôn. Em thích người Cái tính cách đó hả? Hay là đúng trâu rồi, nhìn chững chạc? đừng quá trẻ con, thích năng động, xin thích thể thao được. Về tuổi tác, quê quán, vùng miền thì sao? Em thích một bạn, em quê miền Trung thì em sẽ muốn bạn ở miền Trung hoặc là miền Nam, em không 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 muốn quen ở ngoài Bắc hoặc là miền Tây, tại vì xa quá thôi. Rồi cho chị hỏi xíu, về tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì tầm nói chung là sao cũng được, tầm tầm tám mấy, 87, 89 đến 93 là được, khoảng là được với Từ tuổi của em đổ về đi nha. em. Đổ lên 8X ha. Dạ đúng rồi. Rồi, về công việc của bạn đó thì như thế nào thì phù hợp với em? Công việc của bạn đó, em thích một bạn về mảng kinh doanh, bạn làm về kinh doanh là được. Bạn Ngoài kinh doanh ra thì còn mảng nào khác không? kinh doanh là mảng du lịch, nhà hàng, khách sạn. Em không muốn quen những cái ngành nghề, ví dụ như y khoa thì em lại cũng không không quen nha, tại vì em đã từng quen bạn y khoa rồi nên là em cảm thấy không phù hợp lắm. Ví dụ như là nhân viên văn phòng IT hay là về kỹ thuật thì ok không? Hay là cũng không thích, chỉ thích những cái bạn kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn thôi? Nói chung là em không phân biệt ngành nghề, miễn là người đó làm và là chủ động được trong tài chính của mình là được, chứ còn thật ra thì ngành nghề thì ngành nghề công. Rồi, ngày ngày sắp tới thì chị có ngày chỗ ngày 23 tháng 1 ghi hình thì là em có thể tham gia được không, nếu như mà có người phù hợp? 23 tháng 1 này hả chị? Là sắp tới, là một tuần sau. Đúng rồi, Được. được hả? Nhưng mà tìm được người phù hợp nhanh vậy hả chị? Em nghĩ là chắc. Trời ơi, chị nói như vậy thôi, chị check time như vậy thôi chứ chưa biết là có người phù hợp không. Trời Ok ơi. ok chị. Được, nó được có thì em đi thôi. Rồi ok, thì ở đây chị cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của em rồi, nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ báo lại với em để cho em sắp xếp ha. Thì duyên tới thì mình cứ đi thôi, đâu biết được nha, đâu phải ví dụ như có Tết tới rồi nè, duyên tới thì nhận thôi, còn nếu không thì cứ qua Tết thôi. Thôi em muốn trong năm nay là được đó, trong năm nay Rồi ok, rồi rồi cảm ơn em ha, có gì thì bên chương trình sẽ báo lại với em. dạ rồi, em cảm ơn ạ, cảm ơn chị.